là một quảng cáo cho Mattel. 1, 2, 3. Yoho. Oh. Chào các bạn. Hả? Wow, đó là Race Girl. Thật tuyệt, hãy chơi. Oh yeah, sức mạnh của Race Girl. He-Man, bạn có một lâu đài thật sự tuyệt vời. Chào các bạn. Chào, bạn có thể cởi trói không? Thanh kiếm là chìa khóa của lâu đài. Đi theo em. Ý hay đấy. Yuhu. Một lâu đài hoàn toàn mới. Tuyệt. Anh ước gì Oko ở đây. À, Oko đâu? Các bạn, giúp tôi với. Nếu bạn muốn bạn mình trở lại, bạn phải đến vì anh ấy. Nếu không chúng tôi sẽ giết hắn. He-Man, Oko đã ở trong một cái bẫy. Chúng ta cần phải cứu Oko nhanh chóng. Đi thôi. Tôi có sức mạnh. Đó là siêu anh hùng thời gian. Đi thôi. Oh yeah. He-Man và những người bạn của anh ta sẽ đến bẫy. Và chúng ta sẽ cướp thanh kiếm. Làm thế nào chúng ta có thể vào lâu đài nếu nó không mở? Em hy vọng họ có chìa khóa. Tôi cũng có thể có một số siêu năng lực. Nhanh hơn, sau tôi, kẻ trộm. Ok. Đi thôi. Tôi thấy Oko. Đi xuống. Oko, anh có ổn không? Điều gì đã xảy ra vậy? Các bạn, đây là một cái bẫy. Bây giờ họ sẽ đến lâu đài. Chúng ta cần phải đi đến lâu đài ngay bây giờ. Chúng ta cần phải bảo vệ Rice School. Chúng ta đang rất gần. Những con cá heo đó đã quên đóng cửa lâu đài. Chúng ta có thể đánh cắp thanh kiếm và có được sức mạnh của Ray School. Ha ha ha. Đến nhanh hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng. He 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 he. Vũ trụ sẽ là của tôi. Tôi chỉ cần lấy thanh kiếm. Ồ không. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao thanh kiếm lại làm tôi bị thương? Ngươi sẽ phải trả giá, anh hùng. Đi thôi. Các nhân vật phản diện đang cố gắng để có được thanh kiếm. Chúng ta cần phải ngăn chặn chúng. Đội ngũ anh hùng sẵn sàng giúp đỡ. Bạn đã sẵn sàng chưa, Skeletor? Yuhu. Oh. Stardust ở đây để được giúp đỡ. Lấy nó đi, Skeletor. Ho ho ho. Làm thế nào bạn lại thích điều đó? Không ai có thể đánh bại Stardust. Nhận lấy. Bạn sẽ không bao giờ có được thanh kiếm của tôi. Này các bạn, tôi có nhiều vũ khí hơn. Đến đây. Một, hai, một. Vào tù đi. Ồ không. Không, thanh kiếm của tôi. Không, đó là thanh kiếm của tôi. Tôi có sức mạnh. Được rồi, chiến đấu với tôi, He-Man. Bây giờ đây sẽ là của tôi. Tôi có thanh kiếm. He-Man, chúng ta cần phải tiêu diệt nó. Sức mạnh của Ray School. Không. Tạm biệt. Nikki, đó là một trận chiến tuyệt vời. Và chúng ta đã cứu lâu đài. Yeah. Cảm ơn Mattel đã tài trợ và giúp tôi tạo ra video này.